Xin mời quý vị trở lại với phần tin Việt Nam của chúng tôi. Phần tin Việt Nam được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. WinKia of Fremont là dealer xe Kia do người Việt làm chủ và chợ Lucky 7. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam hôm nay là tin về việc báo cáo năm 2024 của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về án tử hình nêu trường hợp Việt Nam. Báo cáo 2024 của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về án tử hình chỉ ra rằng Việt Nam là một trong số vài quốc gia còn lại vẫn tiếp tục sử dụng hình phạt này, với ít nhất 34 người bị kết án tử hình trong năm 2023. Theo đó, Việt Nam được nhắc đến trong báo cáo đề ngày 16 tháng 7 năm 2024, vừa được Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc công bố vào ngày 31 tháng 8 năm 2024 để chuẩn bị cho phiên họp thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền diễn ra từ ngày 9 tháng 9 cho đến ngày 11 tháng 10 sắp tới. Trong đề mục về tính minh bạch và việc sử dụng hình phạt tử hình, báo cáo viết rằng Việt Nam và Trung Cộng tiếp tục xếp các dữ liệu về việc sử dụng hình phạt tử hình vào diện bí mật nhà nước. Theo bản báo cáo, Việt Nam được cho là đã kết án tử hình ít nhất 34 người vì các tội liên quan đến ma túy vào năm 2023. Ngoài ra, báo cáo nhận định rằng các tội phạm phi bạo lực khác ở Việt Nam cũng dẫn đến án tử hình, bao gồm hành vi gian lận của một nhà phát triển bất động sản ở nước này. Báo cáo dẫn tham chiếu đến bản tin của BBC tiếng Anh về án tử hình tuyên vào hồi tháng 4 năm 2024 đối với nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về tội tham ô tài sản. Báo cáo cho biết, trên thế giới đã có 170 quốc gia không còn áp dụng án tử hình hoặc đã dừng thi hành án tử hình trong hơn 10 năm qua. Và có tin là báo The New York Times mở văn phòng thường trú tại Việt Nam. Ngày 5 tháng 9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng đã trao giấy phép thành lập văn phòng thường trú tại Việt Nam cho báo The New York Times của Hoa Kỳ. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện một số đơn vị Bộ Ngoại giao và ông Damien Cave, phóng viên thường trú, trưởng văn phòng thường trú của báo The New York Times tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết việc mở văn phòng thường trú tại Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho báo The New York Times trong các hoạt động báo chí tại Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tờ báo Hoa Kỳ đưa nhiều tin bài sinh động hơn về Việt Nam và khu vực, giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về một Việt Nam đổi mới, năng động và con người Việt Nam cần cù, sáng tạo. Việc The New York Times nhận được giấy phép lập văn phòng thường trú diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ sắp kỷ niệm một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện từ ngày 11 tháng 9 năm 2023 và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ vào năm 2025. Theo ông Damien Cave, việc mở văn phòng thường trú tại Việt Nam cho thấy Việt Nam ngày càng thu hút sự chú ý của dư luận báo chí Hoa Kỳ và thế giới. Việt Nam cũng đang có vị thế và vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế và quan hệ Mỹ-Việt có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Đây là lý do báo The New York Times quyết định mở văn phòng thường trú tại Việt Nam, góp phần kể câu chuyện về đất nước Việt Nam đổi thay và quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam một cách chính xác và khách quan. Startup về AI nở rộ ở Việt Nam. Nhiều startup công nghệ ra đời gần đây chọn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để đáp ứng nhu cầu thị trường và thu hút đầu tư. Tại Việt Nam, AI trở thành một trong các xu hướng ứng dụng của các startup gần đây. Chỉ riêng tại QVIC 2024, 70% các giải pháp tham dự ở nhiều lĩnh vực khác nhau như AI, IoT, tức Internet vạn vật, tự động hóa, công nghệ y tế, đô thị thông minh đều ứng dụng AI. Hơn nữa, dự án trong top 10 các cuộc thi này ứng dụng AI. Bà Nguyễn Thanh Thảo, Giám đốc Phát triển Kinh doanh cấp cao Worldcom Việt Nam, thành viên ban giám khảo QVIC 2024 cho biết các startup tận dụng AI nhằm tối ưu hóa giải pháp và tăng cạnh tranh cho sản phẩm. Điều đó cho thấy các công ty khởi nghiệp Việt Nam đã bắt kịp xu thế và sẵn sàng cho đấu trường quốc tế. Các startup cho rằng họ ứng dụng AI không phải để bắt trend mà nhận ra nhu cầu ứng dụng của thị trường và hấp dẫn nhà đầu tư. Báo cáo của Hiệp hội Kế toán CPA Australia cho biết, cứ 10 doanh nghiệp Việt được hỏi thì có 8 nói là đã dùng AI trong 12 tháng qua, cao hơn trung bình khu vực là 69%. Đa phần AI sử dụng vào một số thời điểm nhất định, nhưng dự báo tăng trong 12 tháng tới khi các doanh nghiệp tin tưởng hơn. Tạm đóng cửa 4 phi trường để tránh siêu bão Yagi, hơn 300 chuyến bay bị ảnh hưởng.
Chiều ngày 5 tháng 9, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đã chủ trì cuộc họp về các biện pháp phòng chống ứng phó siêu bão số 3, siêu bão Yagi. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho hay, siêu bão Yagi là cơn bão rất mạnh, đang diễn biến rất phức tạp và sẽ đổ bộ vào Việt Nam. Đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không dân dụng tại các phi trường thuộc khu vực Bắc Bộ, bao gồm các phi trường quốc tế Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân. Theo ước tính sơ bộ, siêu bão Yagi có thể ảnh hưởng đến khoảng 240 chuyến bay nội địa và 70 chuyến bay quốc tế. Trong khi đó, người dân Hà Nội, Hải Phòng đổ đến các siêu thị, chợ dân sinh để mua rau củ quả, thực phẩm, buộc các siêu thị liên tục bổ sung. Nhiều tỉnh thành phía Bắc cũng đã chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng tránh siêu bão Yagi như Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Giang. Y án sơ thẩm đối với giám đốc công ty Tân Hiệp Pháp. Chiều ngày 6 tháng 9, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Sài Gòn đã tuyên y án sơ thẩm đối với ông Trần Quý Thanh, 71 tuổi, nguyên giám đốc công ty thương mại dịch vụ Tân Hiệp Pháp, giảm 9 tháng tù cho bà Trần Uyên Phương, 43 tuổi, phó giám đốc. Trước đó, xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn đã tuyên phạt ông Trần Quý Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù và Trần Ngọc Bích, 40 tuổi, con gái ông Thanh, lãnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau bản án sơ thẩm, ông Thanh kháng cáo xin xem xét lại tội danh. Bà Trần Uyên Phương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Tại tòa, ông Thanh thay đổi kháng cáo, đề nghị hội đồng xét xử xem xét thay đổi tội danh. Tuy nhiên, tòa án cho rằng bản án sơ thẩm xử ông Thanh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là phù hợp. Bên cạnh đó, hội đồng xét xử ghi nhận cho ông Thanh một loạt tình tiết giảm nhẹ như có nhiều đóng góp cho xã hội, nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, được tặng thưởng nhiều huân chương, nhưng bản án sơ thẩm tuyên phạt 8 năm là phù hợp, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo. Đối với việc ông Thanh yêu cầu bị hại trả lại tài sản, tòa cho rằng cấp sơ thẩm đã xem xét nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo. Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phương, hội đồng xét xử cho rằng phạm tội có phần hạn chế, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên có căn cứ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Từ đó, hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt ông Trần Quý Thanh y án 8 năm tù, giảm một phần hình phạt cho bà Trần Uyên Phương từ 4 năm tù còn 3 năm 3 tháng tù. Mái ấm hoa hồng bị đóng cửa và một trong năm bảo mẫu đánh trẻ bị Công an Sài Gòn tạm giữ. Công an quận 12 thành phố Sài Gòn đã tạm giữ hình sự với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, ngụ tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và làm việc với 4 bảo mẫu khác được xác định là có hành vi đánh trẻ ở mái ấm hoa hồng. Bà Cẩm bị tạm giữ để điều tra về hành vi hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ Luật Hình Sự. Công an cho biết, qua làm việc, bà Cẩm đã thừa nhận trong quá trình chăm sóc trẻ tại mái ấm hoa hồng đã nhiều lần dùng tay đánh vào các cơ thể của trẻ để làm các cháu sợ, không quấy phá. Công an quận 12 nói trên tờ Dân Trí rằng đã vào cuộc sau khi nhận thông tin phản ảnh của người dân về việc hành hạ người khác xảy ra tại mái ấm nói trên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở này đang nuôi dưỡng 86 trẻ em, vượt quá số lượng được cấp phép là 47 trẻ. Bước đầu, công an xác định 5 bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ em. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chỉ có 2 người có mặt tại cơ sở. Tờ Thanh Niên từng phản ảnh mái ấm này như địa ngục trần gian vì trong quá trình chăm sóc trẻ, các bảo mẫu đã có những hành động ngược đãi và đánh đập trẻ dã man. Mái ấm hoa hồng được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 12 cấp giấy phép hoạt động nuôi dưỡng 39 trẻ. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, có đến 86 trẻ em. Sau sự việc xảy ra, hiện toàn bộ trẻ đã được đưa về các cơ sở công lập chăm sóc. Giá đồng đô la ngân hàng và tự do đồng loạt giảm sâu. Sáng ngày 6 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 24.202 đồng 1 đô la, giảm 20 đồng so với hôm trước. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại hôm nay được phép mua bán đô la trong vùng 22.992 cho đến 25.412 đồng. Tại các ngân hàng thương mại, giá đô la Mỹ ngày thứ Hai giảm sâu với tổng mức điều chỉnh trong 2 ngày lên tới 150 cho đến 220 đồng 1 đô la. Ngân hàng ngoại thương Vietcombank điều chỉnh giá mua bán xuống còn 24.500 cho đến 24.870 đồng, thấp hơn 50 đồng so với hôm trước. Tại các nhà băng khác trên thị trường, giá đồng đô la Mỹ thậm chí xuống sâu hơn.
BIDV hôm nay giảm tới 115 đồng cả hai chiều mua bán, xuống còn 24.470 cho đến 24.810 đồng. Exim Bank giảm 100 đồng xuống còn 24.450 cho đến 24.810 đồng. Tại ACB, mỗi đồng đô la cũng về 24.400 cho đến 24.800 đồng, thấp hơn 100 đồng. Giá đô la trong nước xu hướng đi xuống từ đầu tháng 8 cho đến nay. So với vùng giá cao nhất lịch sử thiết lập cách đây hơn một tháng, mỗi đô la ngân hàng đã giảm hơn 2.3%. Hiện tại, giá đô la về ngang vùng giữa tháng 3 đầu năm nay và hiện chỉ cao hơn khoảng 1.5% so với đầu năm nay. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam. Phần tin Việt Nam được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Phần tin Việt Nam cũng được bảo trợ bởi Win Kia of Fremont, là dealer xe Kia do người Việt làm chủ, có nhiều mẫu xe mới với đủ màu sắc và options. Đặc biệt có những chiếc xe động cơ hybrid rất ít tốn xăng, hoặc những chiếc xe điện plug-in không cần đổ xăng, rất bền, đẹp, tiện lợi và tiết kiệm. Nếu cần mua xe Kia, quý vị có thể gọi số phone 510-771-1500. Phần tin Việt Nam cũng được bảo trợ bởi chợ Lucky 7, là chợ ở Đông duy nhất được chọn ở vùng Vịnh để thực hiện chương trình rất đặc biệt khi quý vị dùng thẻ EBT Food để mua các loại rau quả, dưa khoai hoặc trái cây trọng tải kali, thì quý vị sẽ nhận được giấy voucher bằng coupon để mua lại các loại rau quả trái cây này miễn phí bằng với giá trị quý vị vừa mua. Kết thúc phần tin Việt Nam, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ cùng các bản tin chính như sau. Ông Trump công bố sẽ chọn tỷ phú Elon Musk lãnh đạo Ủy ban Năng suất Chính phủ nếu đắc cử. Cha của nghi phạm nổ súng tại trường học ở Georgia bị bắt giữ và bị truy tố tội sát nhân. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Xin gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi. Chợ Lucky 7, nơi có đủ loại rau củ quả trái cây, nổi tiếng là thịt cá tươi mỗi ngày và cua cá sống bơi lội trong hồ, có chiên cá miễn phí phục vụ ân cần chu đáo. Lucky 7 có một điểm rất đặc biệt là khi quý vị dùng thẻ EBT Food để mua các loại rau củ quả, dưa khoai hoặc trái cây trồng tại Cali, thì quý vị sẽ nhận được giấy voucher bằng coupon để mua lại các loại rau quả trái cây này miễn phí bằng với giá trị quý vị vừa mua. Lucky 7 là chợ Á Đông duy nhất được chọn ở vùng Vịnh để thực hiện chương trình khuyến mãi này. Riêng tại Lucky 7, ngay góc đường Tully and King Road, còn có thêm quầy thực phẩm Mexico với món burrito thật ngon, rất nhiều loại bánh mì ngọt ra lò hàng ngày và có nhiều loại bánh kem rất đẹp cho quý vị lựa chọn. Lucky 7 có 3 địa điểm, 1625 Market Road San Jose, điện thoại 408-251-0354, 1675 Tully Road San Jose, ngay góc đường Tully và King, 408-929-8200, 398 South King Road, thành phố San Jose trong khu Pink Elephant Mall, 408-254-4500. Xin chào mừng quý khách, tôi là John Nguyễn, chủ nhân của hãng xe Win Kia tại Fremont. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ cộng đồng người Việt tại vùng B. Chúng tôi đang có nhiều mẫu xe mới với đủ màu sắc và options, chắc chắn sẽ làm quý vị hài lòng. Đặc biệt có những chiếc xe động cơ hybrid rất ít tốn xăng hoặc những chiếc xe điện plug-in, quý vị có thể sạc pin tại nhà, không cần đổ xăng, rất bền, đẹp, tiện lợi và tiết kiệm. Xin cảm ơn quý đồng hương đã quan tâm đến với Win Kia Fremont. Nhân viên chúng tôi sẽ phục vụ quý khách rất tận tâm và giúp cho quý vị chọn được chiếc xe vừa ý nhất. Win Kia Fremont, number one. Nếu quý vị cần mua xe Kia, xin gọi 510-771-1500. Win Kia of Fremont, 5633 John Muir Drive, Newark, Cali 94560. Chợ Lucky 7, nơi có đủ loại rau củ quả trái cây, nổi tiếng là thịt cá tươi mỗi ngày và cua cá sống bơi lội trong hồ, có chiên cá miễn phí phục vụ ân cần chu đáo. Lucky 7 có một điểm rất đặc biệt là khi quý vị dùng thẻ EBT Food để mua các loại rau củ quả, dưa khoai hoặc trái cây trồng tại Cali, thì quý vị sẽ nhận được giấy voucher bằng coupon để mua lại các loại rau quả trái cây này miễn phí bằng với giá trị quý vị vừa mua. Lucky 7 là chợ Á Đông duy nhất được chọn ở vùng Vịnh để thực hiện chương trình khuyến mãi này.
Riêng tại Lucky 7 ngay góc đường Tolley and King Road còn có thêm quầy thực phẩm Mexico với món burrito thật ngon, rất nhiều loại bánh mì ngọt ra lò hàng ngày và có nhiều loại bánh kem rất đẹp cho quý vị lựa chọn. Lucky 7 có 3 địa điểm: 1625 Market Road San Jose, điện thoại 408-251-0354, 1675 Tolley Road San Jose, ngay góc đường Tolley và King, 408-929-8200, 398 South King Road, thành phố San Jose trong khu Pink Elephant Mall, 408-254-4500.